Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm bánh xèo ha. Không cần dầu mỡ nhiều nhưng mà bánh nó vẫn giòn, vẫn ngon. Đây là một bọc bánh xèo 400g nè các bạn. Ở trong bọc bánh xèo thì nó có gói bột nghệ ha. Và đây là trong cái gói này nó có hướng dẫn nè. Một bọc bột này thì mình bỏ vào 700ml nước cốt dừa với gói bột nghệ. Đây là nước cốt dừa của mình nè. Rồi giờ mình đi pha bột nè. Mình để 700ml nước cốt dừa vô đây. Rồi sau đó chúng ta quậy đều lên. Rồi chúng ta cho một chút hành lá vô. Rồi để tủ lạnh khoảng nửa tiếng. Chúng ta đem đi chiên. Mình chiên cái chảo không dầu nè các bạn. Thì mình đổ chút nước vô cho nó rút hết nước đi. Mình để tép với thịt vô. Tép với thịt thì mình đi xào sơ, nêm chút muối chút bột ngọt vô cho nó ngon. Sau đó thì chúng ta đổ vậy nè, chúng ta nghiêng cái chảo. Rồi không cần đậy nắp gì hết trơn các bạn. Nó mình rắc đều vậy nè, rồi cái đầu mình để giá lên. Rồi khi mà mình bánh mình nó hơi hở hở cái dành ra đó, mình tha một chút xíu dầu ăn lên các bạn. Cho nó giòn, không cần nhiều đâu ha. Cái chảo mình thì không cần tha dầu. Rồi khi nó bánh vàng giòn thì mình xếp nó lại rồi mình lấy ra. Rất là dễ luôn bạn, bánh mình nó chóc mà nó giòn các bạn. Rồi tiếp tục mình đổ vô tiếp, không cần để dầu ha. Ăn bánh kiểu này nó không có ngén các bạn. Rồi đổ vô. Tép với thịt thì mình đi xào sơ rồi nêm chút muối, chút bột ngọt, chút đường cho nó đậm đà các bạn. Rồi cái mình để lên mình chán gì đó nó rất là lẹ. Nó không bị dính chảo nữa. Chảo không dính này mình tha dầu thì lúc mà mình chán thì bánh sẽ bị tuột thì nó sẽ không ngon ha. Mình chán xong rồi bánh nó hơi hở hở ra thì mình mới để dầu vô. Thì nó rất là ngon và cái bánh mình rất là đẹp luôn nè. Thấy không? Màu rất là đẹp luôn. Rồi bánh mình sau khi chiên xong rồi các bạn rất là giòn luôn các bạn. Màu rất là đẹp thấy không? Để mình bóp thử. Nó giòn rụm luôn các bạn. Nó nghe gộp gộp với các bạn. Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi ha. Rất đơn giản, rất dễ làm nhưng ăn rất là ngon luôn. Cái này nó không có nhiều màu dầu mỡ nè, ăn rất là ngon luôn. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.